Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hệ thống Hiếu Thành Phát. Mình là Hồng Nhung, thì rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Clip hôm nay Nhung lại tiếp tục báo giá cho các bạn những cái màu của Sonic đầu năm mới 2021, cũng như là cập nhật cho các bạn những cái màu mà cửa hàng của bên Nhung mới update nha. Thì bây giờ các bạn hãy cùng Nhung. Bây giờ đứng bên cạnh Nhung đây là một em Sonic, màu này là màu đỏ candy ha các bạn. Ở trong cà vẹt của em nó ghi là màu đỏ đen. Thì kem đỏ đen này trong năm 2020 thì đã không ngừng dậy sóng rồi. Và năm 2021 thì em nó lại tiếp tục chiếm hữu thị trường. Và đặc biệt là được tất cả các bạn trẻ luôn luôn săn đón và kiểu như là ưa chuộng kem màu này nhá. Em tem này thì Nhung sẽ quay sơ qua một chút phần tem cho các bạn xem. Ở phần đầu hai bên của nó thì sẽ có tem là One Hit này, màu đỏ trên nền màu vàng đồng ha. Rồi hai bên đều hai chữ như vậy. Và phần dày trước là phần màu đỏ. Mâm thì bên Nhung có để là mâm màu đỏ cho xe để phối hợp cùng cái màu của nó cho nó đồng màu á. Bạn nào mà không thích thì mình có thể độ cái em mâm bạc cũng rất là đẹp. Rồi tiếp theo phần tem bên hai yếm bên hông là tem Sonic màu trắng ha, trên nền màu vàng, cũng như là một số sọc kẽ đen trắng để tạo cái điểm nhấn cho xe. Các bạn có để ý ở phía bên dưới này sẽ có một cái chữ rất là nhỏ, chữ Racing màu vàng ha. Rồi bên yếm sẽ có chữ Speak DOSC. Rồi phía sau nữa các bạn hãy để ý cùng Nhung quan sát nha, sẽ có chữ One Hit màu trắng ha. Phía sau nữa sẽ có một cái tem 150 màu trắng. Rồi thì cái đường tem của em nó khá là đơn giản nhưng cũng vô cùng bắt mắt. Bên Nhung có gắn cái ba ga cũng như là một số cái phụ kiện để đi cùng theo xe để cho em nó thêm giúp cho mình có thể phục vụ cho các bạn mà đựng đồ hoặc là có gắn cái chống trộm cho các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn hãy cùng Nhung đi về hướng mắt về phía sau, đó là một em Sonic màu trắng đỏ. Màu này thì cũng vừa được bên Nhung up tem lại. Kem trắng đỏ này thì cũng khá là được các bạn yêu thích trong thời gian vừa qua. Mâm thì bên Nhung có đi là cái mâm màu đỏ cho cái xe của mình tăng thêm cái phần nổi bật đó. Cũng như cái đường tem của em nó khá là đẹp nhá. Bên cạnh bên hông các bạn có thể thấy là có chữ Honda hình cánh chim màu đen. Và bên dưới sẽ có tem Sonic màu trắng trên nền màu đen ha. Và phía dưới như các bạn để ý này sẽ có một số họa tiết sọc kẽ hình màu đỏ, màu đen thì cũng như là một số chấm bi màu đen nữa thì tạo cho cái kem xe này thêm một chút điểm nhấn ha. Phía bên hông sẽ có một dòng chữ nữa này. Phía sau cũng tương tự như cái phần ở đằng trước thì cũng có một số cái phụ kiện họa tiết một chút xíu để cho em nó thêm nổi bật hơn ha các bạn. Bên trong có gắn cái chống đổ màu đen nữa. Rồi kem này thì cà vẹt nó sẽ ra cà vẹt là màu trắng trắng đỏ đen ha các bạn. Rồi thì hiện tại hai em này bên Nhung đang bán với mức giá là 57 triệu đồng. Và khi mua góp thì các bạn chỉ cần đưa trước cho bên Nhung là khoảng 13 triệu đồng là được rồi. Và thủ tục trả góp thì các bạn chỉ cần mang cho Nhung một cái chứng minh bằng lái hoặc là cái chứng minh hộ khẩu thôi nha. Và hiện tại thì bên Nhung có liên kết với 5 ngân hàng, đó là 5 tổ chức tín dụng như là FE, này HD, HOM, MB cũng như là ngân hàng Mira. Thì mỗi ngân hàng sẽ có một gói lãi suất khác nhau, cho nên những cái bạn nào mà có thắc mắc gì về cái phần gói góp hàng tháng thì cứ nhắn tin trực tiếp cho Nhung nha. Và đặc biệt là khi các bạn tới cửa hàng để mua xe thì các bạn có nói là có liên lạc với Nhung trước để có thể nhận được những cái phần quà ưu đãi và hấp dẫn hơn nha. Và hiện tại địa chỉ của cửa hàng Nhung đang nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và nằm ngay đường quốc lộ 14 á, ngoài đường cái cho nên là rất là dễ tìm đường. Bạn nào không biết thì cứ nhắn tin cho Nhung để Nhung chỉ đường nha. Và clip của Nhung hôm nay tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào các bạn.